Ba anh em mình thì đang tuôn củi nha, nhưng mà ở ngoài cái lò ngoài có xe mất lầy, thì ba anh em mình sẽ quánh cái xe mình ra ngoài để kéo coi như giải cứu xe bạn nha, cứu hộ xe bạn. Đây củi mình đang còn trên xe, thì ở đây mới tuôn được coi như 1/3 chiếc xe rồi, tôi sau lưng đây cả nhà, được 3 chiếc xe. Thì bây giờ thôi đóng bẩn lại anh em ơi, mình ra ngoài giải cứu cái xe kia coi, không biết có lên nổi không nha, nhưng mà mình có tinh thần là chính đúng không, ra cứu anh em coi đã, coi không biết có lên nổi hay không thì mình cũng chưa biết, mấy cái xe mà kia lớn hay nhỏ nữa. Thôi đóng bẩn lại rồi anh em mình lên đường, thôi lên đường cả nhà ơi, lên đường đi, ra cứu anh em coi đã rồi tính sao, không biết xe nó to hay nhỏ nữa thì mình cứ ra đi, có tinh thần mới được nha cả nhà. Thì cái mùa này là mùa mưa cho nên là mình có nhiều anh ba lắm, mình nãy đi trên đường cũng gặp một anh ba năm chân kia chính lầy luôn, anh ba kia quá bự mình không khả năng, anh ba này không biết lớn hay nhỏ nữa, mình ra mình coi cái đó là mình sẽ hỗ trợ anh ba lên nha. Ba anh em mình lên đường đấy, thì nói chung cái cự ly từ đoạn đường này mà ra tới ngoài cái xe kia mất lầy thì nó cũng khá xa nha, nhưng mà mình cố gắng tranh thủ đi giải cứu anh em cái đã. Sau một hồi chạy cuối cùng thì mình cũng ra tới đây cả nhà. Anh ba kia là anh ba Isuzu nha, quá to luôn. Xe chính giữa là xe chú Kim nha. Tức giờ mình nối đuôi vô mình sẽ kéo luôn chung với chú Kim luôn. Anh ba này to quá phải chung hai con xe nhỏ mới kéo nổi cả nhà. Đây, tiến lại đi rồi tính tiếp ha. Ba này to quá, nói chung là đường ngồi lò cũng khá lầy, kéo vô lui luôn, kéo vô lui luôn đi, được. Để nghe mình cầm điện thoại nó quay lại cho cả nhà mình xem cho vui ha. Cắt canh đường thôi, cắt cây xong rồi cắt đường luôn. Ra cái qua thôi. Từ từ đi. Rồi. Thank you.
Giật lên rồi, giật, giật chưa? Giật hả? Rồi chưa? Anh đạp đi. Khét luôn rồi. Sao về? Nội búa đi. Mình khét mẹ luôn chứ sao vậy? Vậy là không thành công rồi. Để tôi xe cổi đây chờ cái xe ben tới kéo rồi mình quay tiếp. Đúng không? Thế đang thua rồi. Hai chiếc xe này là không thua rồi. Không ổn rồi. Hả? Củi cái bưởi. Hai chiếc xe nhỏ không xin về với chiếc Isuzu này. Hả?
đổ trong nửa xe rồi giờ ra đây đổ ngoài này luôn. Đổ chỗ nào? Hết đấy rồi. Không xin nhê. Hai chiếc xe nhỏ là bó tay rồi. Tại chút kiếm xe lớn tới kéo đi, mình sẽ quay tiếp cho cả nhà cùng xem ha. Chắc cát bố hết luôn à.